Hello, em chào mọi người nhé. Ngày hôm nay thì em rất là chân thành cảm ơn anh Quang, anh ở Lục Nam, Bắc Giang, Tiên Nha, Lục Nam, Bắc Giang. Thì thực sự là anh đã đặt cho bên em một cái niềm tin và đã trao chọn cho bên em một cái niềm tin. Mà cái niềm tin này đó chính là anh đã mua một cái sản phẩm vang số ABK9925 mã của bên em. Với cái sản phẩm là sản phẩm chính hãng của bên Tân Cường và có chữ ký nóng. Đấy ạ. Thì cái sản phẩm này ngày hôm nay em gửi đi cho anh Quang với một cái niềm tự hào và một cái niềm vinh dự rất là vui khi mà anh đã tin tưởng và chuyển khoản hoàn toàn 100% cái giá trị đơn hàng này cho bên em. Và bên em đang bán cái sản phẩm này là 14 triệu em bao ship, thì anh đã có chuyển khoản hết hoàn toàn 100% cái sản phẩm 14 triệu này cho em. Thì rất là chân thành cảm ơn anh. Một vài những cái em có chia sẻ với anh Quang, nếu anh xem clip này, và đương nhiên em cũng sẽ nhắn clip này cho anh với một cái lời chân thành cảm ơn. Đó chính là em đã cài sẵn cho anh 1, 2, 3, 4 cái mốt. Đó, trong quá trình về sử dụng anh sẽ gọi từng mốt ra, anh chọn vào mốt, anh load ra cho em. Đó. Thì khi về anh sẽ gọi từng mốt một ra cho em và anh sẽ cảm nhận, cũng như là anh sẽ test cho em chế độ tiếng mic, chế độ effect tức là vang nhạc và chế độ tiếng nhạc. Tương tự vậy, mỗi một mốt nó sẽ có cái chế độ nhạc khác nhau. Thì giả sử anh bảo là mốt một anh thấy nhạc nghe ok, vì trong đây nó có những cái mốt em xử lý cả tiếng ù cho anh mà. Mốt 2 anh thấy tiếng mic nó ok hơn, thì em sẽ hướng dẫn anh lấy cái phần mic của mốt 2 chuyển về mốt 1 và em sẽ hỗ trợ anh cân chỉnh lại một chút nữa. Thì đó là cái mà rất là quan trọng đối với những cái mốt mà bên em đã cài đặt. Hoặc là anh sẽ bảo là anh thấy cái mốt 1 này này nó mốt 2 nó mốt 1 nhạc được, mốt 2 mic thì tiếng trong nhưng mà vang không hay bằng mốt 3 chẳng hạn, thì em sẽ lấy phần vang của mốt 3 chuyển về, lấy mic của mốt 1 chuyển về để chúng ta sẽ được một cái mốt ok hơn. Vì đương nhiên là bên em sẽ có cái sự hỗ trợ cho anh. Đó. Thì đối với cái sản phẩm này, thì em sẽ loan mốt lại đi. Thì em mời anh em chúng ta sẽ đi test. Và khi đối với những cái mốt này anh em về, anh em sẽ có cái sự cân đối. Giả sử như là bây giờ vang nhạ em đang để ở đây là 29 chẳng hạn, thì khi về anh dùng ở gia đình của anh, anh sẽ thấy cái phần vang nhạ của mình nó hơi nhiều, thì ta sẽ có thể giảm nó đi. Và ta thấy nó hơi thiếu thì ta có thể tăng nó lên. Đó là điều bình thường. Đó. Và chính vì vậy thì anh em sẽ được một cái mốt nó sẽ hay hơn và đảm bảo hơn. Và bây giờ thì em mời anh em chúng ta sẽ cùng đi, chúng ta nghe thử một cái bài hát được hát từ chiếc vang này kết hợp với một cái chiếc mic DB và một cái đôi loa HF121 của B3 này. Thực sự ra là em sẽ hát một cái bài này cũng như là nó sẽ trùng với một cái bài hôm trước em có hát. Đó. Chúng hôm vào hôm trước thì mục đích của em là em muốn là để chúng ta cùng cảm nhận được cái phần vang nhạy của cái dòng này, nó rất chi là hay về cái phần echo thật sự. Và cái phần sắc nét của âm thanh, tức là cái độ chi tiết của âm thanh. Thì em mời anh em chúng ta sẽ cùng đi, chúng ta cùng cảm nhận nhé. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tôi xa lạ. Tình yêu đó lúc trước đã có rồi xa nhiều. Từng đêm chung lúc mơ mơ đang nhớ em nhiều. Đừng dối ra cho nhau thêm bao xót xa. Hỡi ơi người ơi. Có lẽ là chúng ta chỉ cần thử như vậy thôi. Ở đây thì anh em đang nghe và cảm nhận cái chất tiếng khi cái loa nó phát ra. Thực tế là nó đã rất thật rộng. Được, nó tái tạo được một cái âm thanh thật sự là em thấy nó có một cái chất lượng mà có thể nói đúng là đáng đồng tiền bát gạo. Thì rất là chân thành cảm ơn anh Quang một lần nữa. Mọi thông tin anh em có thể liên hệ qua số điện thoại là 0345 265 888. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.